Rồi ok, hello các em, và chào mừng quay trở lại với channel Pop Pro và chào cả chị em luôn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Ratus. Tôi được vài bạn giới thiệu cho cái con game này và bảo là nó hay lắm. Sau khi tìm hiểu ấy thì tôi có thấy là Dũng Senpai cũng đã chơi con game này rồi. Thế nên tôi nghĩ là con game này có vẻ là nó sẽ hay thật đấy. Mỗi tội là hơi tiếc là cái con game này nó mới có bản demo. Thấy bảo đây game vượt ngục à? Tôi không biết, chưa tìm hiểu. Thầy Dũng Senpai chơi là tôi biết game hay rồi đấy. Ông bạn tôi chỉ chọn game hay để chơi thôi, thế nên là tôi rất yên tâm. Ok, chúng ta có mấy thằng tù nhân đây. À, có cả ông giáo sư gì đấy, chắc là đem bọn này để đi thí nghiệm à. Đây, có chuột bạch. Có chuột bạch ở trên thì tôi nghĩ là đúng là thí nghiệm thật rồi các bạn ạ. Ok, thằng đầu tiên bị tiêm xong. Tiêm xong là nôn mẹ rồi, quẳng luôn. Thằng thứ hai. Ôi vai cả lít ạ, thằng thứ hai nó mọc đầu thành con nhện. Oh shit. Thằng này thì ra. Wow. Nó biến thành siêu chuột các bạn ạ. Ai quất quất. Dùng đuôi quất. Được thế nhỉ, con game này mở đầu tôi đã thấy nó buồn cười rồi đấy. Sau khi bị thí nghiệm thì ba cái thằng đầu tiên bị thí nghiệm ấy thì nó đã tạo ra ba con quái vật. À, nó tạo ra hai con quái vật tại vì một thằng chết rồi. Móc móc à? Ok, anh trốn vào tổ. Anh cũng trốn vào tổ. Từ từ. À, thằng Lin là mình phải điều khiển nó à? Làm... Từ từ. Hai thằng kia nó trốn vào tủ rồi thì tại sao lại bắt tao đứng ở ngoài? Bọn vẫn dậy này. Tôi sẽ bò như thế này. Ôi chết rồi. Mẹ ngu thế nhỉ? Tôi cứ nghĩ là quả đấy là mình bò là để mình hủy đít nó thì mình sẽ không bị làm sao, mình không bị phát hiện. Ôi trời. Mẹ. Này, tao là bạn tù với mày nhá, thằng bật dậy. Cay nhá. Tình hình là có đến 75% các bạn biết đến mình mà chưa nhấn đăng ký kênh. Vậy nên hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. À, nhấn enter để chui vào trong. Trời ơi. Bây giờ tôi mới biết là chúng ta có cái nút đấy để có thể tương tác được. Nào. Ôi, mày thế nhờ. Hết cả hồn các bạn ạ. À. Dude. Anh bạn à. Bạn đã thấy kích thước của con chuột này chưa? Chúng ta có thể làm một bữa tiệc nướng. Ê à, thật là căng. Chúng ta có thể chết đấy. Bình tĩnh đi bạn ơi. Đây cũng có thể là cái cơ hội để chúng ta có thể thoát được ra khỏi nhà tù này. Đúng rồi, đây chính là cơ hội đấy. Bọn này chạy nhanh thế. Ê, cái đuôi chuột kìa. Ủa mẹ, con chuột nó chui vào lỗ thông hơi rồi. À, muốn mở được cái phòng staff ấy, là phòng của nhân viên, thì chúng ta cần có một cái thẻ. Ấy à, thằng chuột nó bảo là chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đi qua những cái đường ống thoát nước giống như là ở trong những cái bộ phim về quái vật ngoài hành tinh ấy. À, thằng đầu chọc lại bảo là nhưng mà ở trong phim ấy, tất cả những thằng mà chui đường ống nước thì đều chết. Này, tôi nói thật, đến cái khúc này tôi cảm thấy là ba thằng này nhá, bộ ba vượt ngục này cảm giác nó hơi ngu ngu. À, nó quyết định bò qua luôn. Được. Anh em ơi, bộ ba nguyên tử đúng không? Bộ ba nguyên tử, sống chết là phải là có nhau. Yeah, yeah. Tôi đã lên được rồi này, mình hôn nhau một cái được không? Chút, chút. Ừ, đi tiếp. Ồ, bây giờ tôi đạp thằng này xuống. Hợp lý. Ai tất kia? Lại còn hút cả thuốc của nó nữa ạ. Được thế nhỉ? À, rất văn minh. Sau khi hút thuốc xong thì anh ấy đã dập lửa xuống. Được đấy. Ok, ok, ok. Hello. Hôn nhau tiếp nào. Chút, chút. À đây, đây, tôi sẽ kẹt cái này vào đây. Ui dồi ôi, tưởng thế nào. Đây rồi. Hợp lý. Đi. Come on. Có lẽ tôi nên đẩy lùi ra đấy, để cho các thằng bạn tôi được biết đường trèo sang. Hai thằng này ngu lắm các bạn ạ. Nó chỉ nghĩ đến cái việc là ăn thịt chuột thôi. Đấy, việc gì cũng đến tay tôi. Nào. Hai thằng này làm ăn chán thế nhỉ. Nó không chịu đợi mình gì cả. Cái này nó có thời gian các bạn ạ. Rồi đây. Với lại tôi không để ý. Chạy.
Mẹ cày hai thằng lìn kia chỉ cắm mặt vào chạy tôi bực tê nhờ. Đây rồi, rồi ôi điệp viên các bạn nhá, điệp viên đấy. Khoan, dừng lại khoảng chừng là 2 giây. À ông này là bác sĩ các bạn ạ. Ông bác sĩ bảo là bạn không nên ở đây. Tại sao? Hãy giúp chúng tôi bác sĩ, chúng tôi cần thoát ra khỏi đây. Ở đây có một con chuột khổng lồ, con sợ lắm. Tôi không thể giúp đỡ bạn được. Nếu mà ông bác sĩ này giúp đỡ thì cả gia đình ông bác sĩ sẽ bị giết. À thằng trong đầu nó bảo là đưa cho bạn tao cái van ngay bây giờ. Thằng già ngu ngốc. À thằng chuột mắt nó bảo là bây giờ tôi sẽ đuổi theo anh ta. Nếu sau 5 phút nữa mà tôi không quay lại, hãy gọi báo cảnh sát. Bọn này thông minh thế nhỉ? Rõ ràng là đang vượt ngục mà lại còn báo cảnh sát. Được đấy, anh thích suy nghĩ của chú. Anh da đen lại không nói gì cả. Ờ, rất ít nói. Ok, nhiệm vụ của chúng ta là đuổi theo thằng già để lấy lại cái. Ok. Ok, tôi đi vào trong rồi, Gara. À, từ từ. Đúng rồi, nhanh. Dậy đi. Nào, đuổi theo nó. Ôi, vai cả chèo thuyền ạ. À. Đây là sông Acid các bạn ạ. À. Vâng, tôi đang chèo qua một cái sông Acid. Đây rồi, để xem thằng già bác sĩ làm gì nào. Ui rồi ôi. Căng thế, sợ thế nhở. Này, tôi nghĩ là tôi nghĩ là rồi ôi. Ui, này, nó có chết không. Ui. À chỗ nào, ai ôi, chỗ nào có cái sủi lên là anh em mình phải né. Ui, à, vai cả lít ạ. Căng thế, sợ thế. Nào, đố quài nó bắt được mình luôn. Đấy, bắt nó ra được. Đâu rồi, à, bắt nó ra được. Bắt của gì? Đây rồi. Về bờ. Mẹ, vẫn bị nó cắn à. Cáu. Đây rồi, về bờ. Ui, thoát rồi, sợ thế nhờ. À đây. Tôi phải quay lại, nhiệm vụ của tôi là đi lấy cái này mà. Đấy, hợp lý. Đây là nhiệm vụ cao cả của tôi lại quên mất thì không được. Đấy rồi, bạn có lấy được cái tay không? Tất nhiên là có rồi. Rất là đơn giản luôn. Đấy. Và bây giờ thì ông bác sĩ sẽ không có thể nói gì được với chính phủ nữa các bạn nhé. Nên tại vì ông ấy hoảng rồi. Bây giờ làm gì đây? Mở van này. À, tất cả đều phải có à. A few moments later. Đây rồi. Mở được rồi các bạn ạ. Thần kỳ thế. Đi vào nào. A113. Có thể đây là cái số phòng thôi. Đây là phòng bảo vệ. Uầy. Dừng lại ngay. Nhìn xem chúng ta có gì ở đây. À, một đống tội phạm à. À nó bắt mình à. Ui tôi chết rồi. Anh đầu trọc bị bắt rồi. Bây giờ phải đi giải cứu anh đầu trọc. Ái chà, thằng 4 nó bảo là cánh cửa này có vẻ hơi khác. Chúng ta cần một cái thứ gì đó để đặt nó ở đây. Anh thằng số 5 nó mới bảo là mấy cái thằng này nó chuyên môn làm cho mọi thứ nó phức tạp lên. Tại sao nó lại không làm một cái cánh cửa như bình thường? Yeah. Bây giờ là hãy giúp tôi đi tìm. Và chúng ta sẽ quay lại đây. Nào, hãy giúp tôi đi lên nào. Bạn đi đường trên nhá, tôi đi đường dưới. Ok nhá. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi đường dưới. Không có thằng nào đi đường giữa cả. Ui dồi ôi. Ê, tôi phải đi xuống à. Ui dồi ôi. Vãi cả lít. Tất cả trưởng ạ. À. Được thế nhỉ. May mà tỉnh táo chứ không thì vỡ mõm. Uầy, căng ấy. Từ, tôi nghĩ là tôi phải nhảy qua. Uầy, được đấy. Đây rồi. Ê, chỗ này tôi thấy nó hơi nguy hiểm à. Đấy, tao biết mà, mẹ tiên sư mày. Lừa thế nhỉ. À, hiểu rồi nhá, bitch. Ok. Bây giờ thì mới hiểu. Ui ồ. Ok. Qua được rồi các bạn ơi. À đây rồi.
Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải lấy cái này. Ok 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 ok. Làm gì đấy? Nó cắt ta à? Uầy. Nó biến bị thành cái bộ xương luôn ạ, sợ thế. Đây quả này phải lấy nhanh. Phải lấy nhanh. Nhanh 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 nhanh. Ui xịn cái này. Thò mỗi cái đít ở lại. Bực thế nhờ. Nào 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 nào. Quả này tôi sẽ lấy nhanh. Ok, hợp lý luôn. Quả vừa nãy là bị thò, nó bị dính cái đít ở lại. Bực. Đây rồi, đây rồi. Ui căng thế, bây giờ là lỗi cái để chơi lại này. Đấy, đoạn này dễ, đoạn này dễ, đoạn này dễ. Đoạn này là tôi biết cách nhử mồi rồi. Đấy, đoạn này tôi biết cách nhử mồi rồi. Đấy. Được không ạ? Ui, sợ thế. Woo. Ok, lên nào. Rồi, ok, tuyệt vời. Đoạn này còn chết cái gì nhục. Rồi. À đây, anh ra đen về rồi. Khá thế nhỉ. Nào, nào, nào. Vào việc, vào việc, vào việc. Uầy, thằng số 6 nó đang bị thí nghiệm các bạn ạ. Nhìn anh ấy kìa, trời ơi. Phải nghĩ cách cứu ý nào, hãy thử cứu ý xem. How to. À đây, bây giờ phải trèo lên trên này. Tôi chắc chắn thế luôn. Nào, trèo lên để tôi giúp anh nhá, ok. Ui, bọn này nó thí nghiệm trên người rồi các bạn ạ. Chắc chắn luôn. Đây, tôi nghĩ là bây giờ tôi phải kéo cái này lại. Đây rồi. Nhanh nhanh nhanh. Anh em mình phải cứu số 6 chứ không là số 6 bây giờ là chuẩn bị hoảng rồi. Lại còn 2 nút nữa ạ. À, vẫn không được, bực thế nhỉ. Đây rồi, cắp cổ. Ê, tôi lấy được đồ rồi. Tôi đây, 6, tôi nên kéo cái bên nào? Đỏ hay là xanh? Kéo một cái sẽ không giết tôi. Thì tất nhiên là tao đang hỏi mày là kéo bên nào. Oh, really? Mẹ thầy ngu thế nhỉ? Thường ấy là màu đỏ là để giết, còn màu xanh là để chối từ, nhưng mà tôi sẽ kéo màu đỏ. Hợp lý. Cảm ơn. Tôi sẽ mời bạn một cốc bia nhé. Ư được. À, tôi không cần cốc bia, nhưng mà bạn có thể giới thiệu cho tôi em gái của bạn. Sau đây chúng ta hòa. Ừ, thằng này khôn thế nhỉ. Thằng số 5 khôn thực sự. Để rồi, chúng ta đã thoát được ở ngoài rồi. Ba anh em mình lại gặp nhau rồi, chúng ta lại đoàn tụ rồi. Hôn miếng nào. Chút. Rồi, ok, bây giờ phải đi tiếp. Mình đã có thẻ rồi, chúng ta có thể mở cánh cửa kia. Đấy. Uầy, đỉnh thế nhỉ. Mẹ như hacker. Bộ ba đấy các bạn nhá, bộ ba nguyên tử đấy. À, thằng bảo vệ nó đang ngồi xem bóng chuyền các bạn ạ. Nó đang ngồi xem đá bóng. Quạch. Bướng anh à. Bây giờ mình phải xâm nhập vào hệ thống của nó. Đây rồi, tôi đã có được cái chìa khóa còng tay. Làm sao để bạn biết được đó là những chìa khóa còng tay? Thằng số 4 hỏi ngu thế nhỉ, thì tất nhiên là rất có thể nó là chìa khóa xe máy của thằng bảo vệ thì sao? Cũng hợp lý ha. Thằng số 4 hỏi được đấy. Bạn đã thấy cái cửa của nhà tù nào mà không mở bằng chìa khóa không? Tất nhiên rồi. Có lý. Có lý. Ừ đấy, phải thế chứ. Anh ra đen bảo là có vẻ như là ở phía đường hầm bên kia là sẽ có một cái nút để chúng ta mở cánh cửa này. Tự nhiên nó thông minh thế nhỉ? À, bây giờ là chúng ta sẽ lại tiếp tục chui qua đường ống và trông nó giống như là cái trò Mario ấy. Đúng rồi, cho ta lên đi. Việc gì cũng đến tay tao nhá. Sao hai chúng mày không bò qua đi? Bọn mất dậy. Đây. À, đâu. Đấy, anh em lại phải chơi trò này. Lại có cái cửa nữa. Có vẻ như là cái nút này nó lại mở ra một cánh cửa khác. Bây giờ xử lý như nào đây các bạn? Ôi, chú chết rồi, bị phát hiện rồi. Ok hả? Chúng mày đã bỏ tao. Từ, xử lý nha. Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Chạy đã các bạn ạ. Phải lo cho thân mình trước. Chào lên. Ok.
À, thật ngu thế. Tôi định quay lại để tôi lêu lêu con chuột nhưng mà nó đã bắt được mình chứ. Cáu thật. Chạy! Chạy! Bốn chân làm sao mình chạy nhanh mà được hai chân được anh? Nhanh. Chạy đi chứ còn gì nữa, quay lại để vào nó thịt mình. À, chuột ngu thế. Mình phải trèo lên đường ống. Tôi hiểu rồi. Chạy đi, đồ chuột biến dị. Nhanh. Rồi, tôi trèo vào được rồi. Con chuột nó sẽ giết kìa. Hí. Úi dồi, càng thế. Úi dồi. Rồi, trong lúc nó đang xử lý thằng kia thì tôi phải chạy thôi. Ui, tôi chưa hẳn rồi. Cay thế, không chạy kịp. Đây rồi, hôm nay tôi sẽ thể hiện trình độ parkour của tôi. Hợp lý chưa? Trả lên. Ây ôi. Nhanh. Ok. Đây rồi, nốt phát cuối. Tiến sư con chuột nhé. Mặc dù mình tuổi chuột nhưng mình mà thấy hơi cay rồi đấy. Cái này khó chịu thế nhở. Đổ bắt được tao. Ui rơi xuống bể máu luôn ạ. Trời. Nào nhanh. Ui máu từ đâu mà nhiều thế. Ui chạy đâu. Ô kìa. Vãi cái trưởng. À hình như là phải nhấn nút các bạn ạ. Ồ surprise motherfucker bitch. Ai thông minh chuột mà đòi thông minh. Ui con gì đây, con tởm ấy. Quái vật đó. Ok à, hết à, cày thế nhở. Đối với con game này thú đấy các bạn nhá, game rất thú vị. Tôi rất mong chờ con game này sẽ ra mắt bản full để tôi chơi nốt. À, cái con game này được làm bởi Bad Coffee Games. Game buồn cười phết. Này, tạo hình của con chuột ở ngoài thì trông nó như thế này, nhưng đến khi vào game thì con chuột trông kiểu vâng vãi trưởng ra. Ok, trong video này tôi sẽ tạm dừng ở đây. Và hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Đừng quên là nếu thấy thích con game này có thể nhấn like cho video và đăng ký kênh để ủng hộ tôi sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký nhá. Bây giờ thì bye bye. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.